Chào các bạn, tên tôi là Mr. Popcorn và chào mừng trở lại với Last Day on Earth Survival. Bây giờ chúng ta cùng dây một nhà không có tên nha các bạn. Chúng ta cùng xem trong nhà này có gì tốt nha các bạn. Tôi thấy khá là phấn khích các bạn ạ. Vì tôi không biết nên mong đợi cái gì. Trong xe tải không có gì cả các bạn ạ, hơi đều. Và cái nhà của cái dây này đâu rồi nhỉ? Cái nhà này khá là to các bạn ạ. Tôi nghĩ là nếu có cái cửa ở đây thì chúng ta cùng thả quả thuốc nổ ở đây đi các bạn nhỉ. Chẳng biết là điên đặt thuốc nổ đâu các bạn ạ. Cái nhà này không có tên nên không nghiên cứu được. Cùng thả quả C4 ở đây nào. Tuyệt vời các bạn ạ. Căn nhà này không có hề có căn phòng nào khác. Một quả thuốc nổ là tất cả những gì bạn cần. Tuyệt vời, hay lắm. Chúng ta may mắn được cái nhà như này cả. Này các bạn ạ. Mặc dù nói thế là hơi sớm ấy nhưng mà kệ đi. Cùng chặt chiếc hòm đầu tiên nào. Một chồng thức ăn các bạn ạ. Cùng xử lý làn sóng zombie đầu tiên nha. Cho bọn này ăn ống thép vào đầu nào các bạn. Ống sắt ấy nhưng mà ống thép nghe nó hay hơn các bạn ạ. Floater Boater đang xuất khỏi trái đất đi. Boom. Ôi dồi ôi. Chúng ta phải nhanh lên các bạn ạ. Vì game chuẩn bị reset rồi các bạn ạ. Bó tay. Băng cứu thương này. 20 cào rốt hầm này. Đây chiếc hòm thứ hai các bạn ạ. Ui toàn gỗ là gỗ, lấy hết. Toàn đá là đá các bạn ạ. Xin lỗi các bạn nhưng mà tạm thời tôi sẽ để gỗ ở đây đã. Xem còn có gì tốt hơn không. Ui tấm gỗ này, tất nhiên là lấy rồi. Và cùng xử lý làn sóng zombie thứ hai nha các bạn. Glock này giảm thanh này bắn rất là êm tai các bạn ạ. Chết đi em ơi. Tuyệt vời. Ở trong cái hòm này có gì nhở, trống không à? À đâu có tấm gỗ, quên mất. Tôi đáng trí quá các bạn ạ. Úi dồi ôi, tuyệt vời. Cà rốt các bạn ạ. Đồ hồi máu thì tôi không chê đâu. Lấy hết. Gạch này các bạn này. Úi dồi ôi, tấm gỗ, xịn rồi. Quá tuyệt vời. Ngon đấy. Cùng cất tấm gỗ vào trong xe máy nào các bạn. Và tôi nghĩ là lần zombie xuất hiện tiếp theo tôi sẽ tự sát để lấy thêm đồ các bạn ạ. Ú 15 gỗ ốc tuyệt vời các bạn ạ. Xịn đấy. Cùng xử lý làn sóng zombie thứ 3 này nào các bạn. Rồi chúng ta cùng tự sát thôi nào. Đây là thủ thuật tự sát nha các bạn. Rồi chúng ta cùng lấy đồ ra khỏi xe nha các bạn.
và cùng quay trở lại nhà đấy nào các bạn. Và chúng ta đã quay trở lại nha các bạn. Chetty còn Toxic Abomination đần độn. Cùng để đồ vào trong xe máy nào các bạn. Hoàn hảo các bạn ạ. Tuyệt vời luôn. Chúng ta cùng chặt hết cái chỗ hòm này còn lại nào các bạn. Úi dồi ôi, bình máu lớn này các bạn. Thẻ đỏ nữa, quá tuyệt các bạn ạ. Vào túi tôi nào. Ôi, da sống các bạn ạ. Được đấy. Quả này chúng ta phải chuẩn bị các bạn ạ. Cùng soát lại mấy cái hòm này nào các bạn. Gạch cũng lấy nha các bạn. Ôi giời ơi, tôi sẽ chất đầy túi của tôi. Toàn nguyên liệu cả các bạn ạ, nhưng mà lấy hết. Tôi sẽ để đá ở đây nha các bạn. Ôi giời, 4 băng cứu thương ai cần nữa. Bỏ đi. Ôi giời, Big One chuẩn bị đến rồi, chuẩn bị đó các bạn ơi. Chuẩn bị nào. Bắt đầu. Ôi giời, lộn. Bắt đầu. Không có gì cả các bạn ạ. Không có gì cả. Thôi, phán vào đây thôi nào các bạn. Không đùa với The Big One được đâu các bạn ạ. Có ngày nó vả cho chết. Úi dồi ôi, vậy chúng ta dây xong nhà này rồi. Nhà này không có tên các bạn ạ. Khá là thú vị vì tôi không thể nghiên cứu trước cái nhà này các bạn ạ. Các bạn lên YouTube có Last Day on Earth xong rồi dây nhà nào đó là các bạn có thể tìm hiểu về nhà đấy được nha các bạn. Khá là thú vị, phấn khích các bạn ạ. Nhà này tốn một quả thuốc nổ và chúng ta được một đống nguyên liệu. Một đống nguyên liệu. Nhà này không quá nghèo, cũng không quá giàu. Không có đồ gì đặc biệt cả. Không có gì quá ảo cả các bạn ạ. Nhưng mà tôi không biết là tôi đang suy nghĩ đây các bạn ạ. Căn nhà này, căn nhà này được Popcorn phê chuẩn. Nói chung là khá là thú vị khi dây những cái nhà như thế này. Những nhà như thế này tôi không thể tìm hiểu trước được. Nói chung là cũng được các bạn ạ. Đây là đồ chúng ta dây được nha các bạn. Nói chung là được Popcorn phê chuẩn. Tạm được các bạn ạ, tạm chấp nhận được các bạn ạ. 5 trên 10 điểm. Không có gì quá cao siêu ở đây cả. Không quá nghèo, cũng không quá giàu. Gọi là tạm được các bạn ạ. Đồ dùng qua ngày. Vậy thôi. Các bạn đừng quên theo dõi kênh, chia sẻ, thả thích và bình luận nhé. Hẹn gặp lại.